Cả nhà nha, hôm nay em với bác công sản cũng đi săn ong ruồi mà có chủ nhà gặp được ổ mặt. Em lên bắt em quay cho cả nhà cùng xem nha cả nhà. Cả nhà xem clip thấy hay thì cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký nha cả nhà. Em có thêm động lực làm video nha. Nè, con ong nè. Khá là bự nha cả nhà. Nhờ để em lên tiến hành nè, em bắt em quay cho cả nhà cùng xem nha cả nhà. Cả nhà xem clip thấy hay thì để cho em một lượt like, một lượt đăng ký nha cả nhà. Để hai anh em có thêm động lực làm video nha. À, giờ cùng em tiến hành lên bắt nha cả nhà. Rồi, giờ em lên tiến hành bắt, em quay cho cả nhà cùng xem nha cả nhà. Cả nhà, nó cao, ổ khá là bự nha cả nhà. Quá già luôn rồi. Còn quá già luôn nha. Còn được ngon nữa. Quá già luôn cả nhà ơi. Giờ gạo cháo gì nữa. Không vậy quay gì nữa, quay cả nhà. À, cũng mất hết lần. À, cũng mất quá bự luôn cả nhà. Thank you.
Xuống rồi, ông này quá già căn ạ.
Ủa ông gì không còn con nhộng luôn. Mặt nó châm vô tàn quá trời luôn. Ừ. Đúng mặt nó châm vô tàn đâu còn nhộng nữa. Còn cái miếng lưới không hả? Có này làm gì đâu có còn gì đâu. Này mặt không á. Mặt không á, chứ không mặt cắt gì. Mặt tàn trong mặt á. Cầm lắm. Còn mà nó không để cho ta mày sạch chứ mày. Ây ha, vậy mà nó không quất ống đến đảo à. Ây cơ. Ây, dập bằng cái gửa. Quá dài rồi, quá hớp luôn, quá 3-4 lít luôn. Ăn tháng trước rồi quá gạo luôn rồi. Ừ, cái tàn. Chú về chú cắt hết luôn hả? Không, chú cái này nó đâu còn nhộng đâu, nó cũng đi à. Còn con nó đâu luôn. Cái này gì này bắt thí dụ sớm được. Con này nó đúng rồi đó. Không đâu có gì mặt đâu ha. Nó đi hết rồi. Ừ, cái ổ này mà cắt được trước 3-4 lít luôn. Còn mất quá bự luôn. Bây giờ không còn miếng nào không? Còn chứ. Có mặt không cho má? Mặt em mới cắt hết chứ. Không. Dắt hết vô. Mặt nó nằm trong bé hả? Lấy cái thao bự bự đi. Cái thao bự. Ông ngoại sao con lấy cái thao bự. Mày làm mày dắt hết giùm dạ. Mà để mà ông không quá già luôn nha. Nó quay bây giờ mình chưa có ăn đâu mà nấu. Cái chỗ mấy cái lớn á. Mặt nó châm trong tàn cả nhà. Con nó đâu ăn? Để quay đâu còn. Ừ mặt không nè hai, mặt ừ đậy luôn. Đưa bỏ vô liếm cái ông chích ra là sưng lử. Chích ra. Má muốn lử sưng cái gì còn chích ra. Ông không phải đưa lử vô đi. Mấy con này còn chích ta. Bữa nay sao không có đâu mấy con.